Mới đây, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, bí thư quận quỹ Thốt Nốt, có buổi dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ phường Thốt Nốt lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Nửa nhiệm kỳ qua, đảng bộ phường Thốt Nốt đã tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành đạt và dựt 12 trên 14 chỉ tiêu nghị quyết. Công tác xây dựng đảng luôn được nâng cao chất lượng, đảng viên được kết nạp đạt 65%. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường tích cực, Công tác triển khai tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết luôn được địa phương bám sát thường xuyên. Lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và thực hiện chính sách an sinh xã hội được quan tâm, chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, phường đã hoàn thành 68 mô hình dân vận khéo. Công tác quy hoạch đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng quản lý đất đai tại nguyên môi trường được quan tâm đẩy mạnh. Công tác xây dựng chính quyền cải cách hành chính được triển khai có hiệu quả. Công tác phòng chống dịch được tăng cường chỉ đạo tích cực. Đảng bộ phường nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ.